Hey, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Học Việt IT. Hiện tại trên thị trường ấy thì mình thấy đã có rất là nhiều các phần mềm giả lập Android cho máy tính, đúng không? Những cái phần mềm này nó sẽ giúp chúng ta có thể là sử dụng được những cái phần mềm di động trên máy tính, nhất là với những bạn mà treo những tựa game trong thời gian dài ấy, thì việc sử dụng trên máy tính nó sẽ đảm bảo là việc điện thoại chúng ta không bị hao mòn, đúng không? Tuy nhiên thì theo mình thấy trên thị trường lại có rất là ít các bài viết, rồi là ít các bạn chia sẻ về những phần mềm giả lập iOS cho máy tính. Mặc dù trên iOS nó có rất là nhiều các cái phần mềm độc quyền này, rồi là rất là nhiều các tựa game nó khá là thú vị ấy, thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn một vài cái phần mềm giả lập iOS cho máy tính của chúng ta. Phần mềm đầu tiên mà mình muốn chia sẻ tới các bạn đó chính là cái phần mềm iPadian iPhone Emulator. Theo cái cảm quan cá nhân cũng như là theo mình sử dụng thì mình thấy rằng cái phần mềm này nó có một cái giao diện nó tương đối là đẹp này, dễ sử dụng, cũng như là cái phần mềm này nó có cái tính ổn định rất là cao. Đấy, về ưu điểm của nó ấy, thì có thể là các bạn hoàn toàn có thể chơi được cái tựa game trên cái phần mềm này, cũng như là sử dụng các cái ứng dụng phần mềm, cũng như là chúng ta có thể thậm chí can thiệp vào các cái file ở trong cái hệ thống của iPhone, rồi là các cái thiết bị iOS ấy, thì nó khá là dễ dàng. Tuy nhiên thì cái phần mềm này nó cũng có một vài cái hạn chế, đó chính là nó sẽ yêu cầu các bạn sẽ phải sử dụng từ Win 10 để đem lại cái tính ổn định cao nhất. Nếu các bạn nào sử dụng Win 8, Win 7 thì nó cái tính ổn định nó không cao, cũng như là nó sẽ yêu cầu cái lượng RAM là 4GB, thì cái 4GB này nó cũng không phải là mặt hạn chế mà nó chỉ là cái phần nào đấy yêu cầu cấu hình của cái phần mềm này thôi. Có một điểm trừ cái phần mềm iPadian này, đó chính là các bạn sẽ phải trả phí để sử dụng cái phần mềm này, chứ chúng ta không được sử dụng miễn phí. Thì cái phần mềm này nó cũng thao tác khá là đơn giản, các bạn chỉ cần click vào và tải về thôi. Tất cả những cái đường link của các cái phần mềm ấy thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho các anh em cứ click vào và tải thôi nhé. Phần mềm thứ hai mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là cái phần mềm iPhone Emulator. Với cái phần mềm này ấy, thì như mình thấy thì nó cũng tương tự như các cái phần mềm giả lập iOS rồi giả lập iPhone khác thôi. Nó cũng không có quá nhiều cái điểm đặc biệt, thì vẫn là một cái giao diện khá là dễ dùng. Cũng như là cái phần mềm này nó có một cái điểm nổi bật, đó chính là nó cực kỳ hợp lý cho các anh em nào mà làm về lập trình, cần sử dụng một cái giả lập để có thể là test các ứng dụng game hoặc là các phần mềm các bạn thiết kế trên cái nền tảng là iOS, thì có thể là sử dụng cái phần mềm này. Và cái phần mềm này ấy, nó cũng có một cái ưu điểm, đó chính là có một cái dung lượng cực kỳ là nhẹ, chỉ khoảng tầm 4-5MB thôi. Thì các bạn có thể sử dụng những phần mềm này cho các bạn mà lập trình nhé. Phần mềm thứ ba mà mình muốn giới thiệu tới các bạn đó chính là cái phần mềm là Aptis ISO. Mình không biết đọc nó là gì, tuy nhiên thì mình sẽ để cái đường link tên của nó ở đây nhé. Với cái phần mềm này thì nó có một cái điểm cực kỳ đặc biệt, đó chính là các bạn có thể truy cập trực tiếp trên cái trang web, trực tiếp trên trang web nhé, không phải tải phần mềm. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng nó trực tuyến ở trên cái website của nó mà các bạn không phải cài đặt một cái gì. Đó, đấy là một cái điểm mạnh, cực kỳ mạnh của cái phần mềm này. Nó cái giao diện thì nó cũng tương tự như các phần mềm khác thôi, nó cũng khá là dễ dùng, cũng như là giúp chúng ta có thể trải nghiệm được toàn bộ những cái tính năng rồi là các cái ứng dụng phần mềm trên cái những cái thiết bị iOS. Còn link của cái trang web này thì mình cũng sẽ để dưới phần mô tả của video, toàn bộ link thì mình cứ để phần dưới nhé, các bạn có thể click vào và tải về, click vào và truy cập. Sau đây thì mình sẽ tải cũng như là cài đặt thử một cái phần mềm giả lập để trải nghiệm cũng như là cho các bạn thấy được các cái tính năng của các cái phần mềm giả lập iOS này trên máy tính chúng ta, xem nó hoạt động có ổn định cũng như là nó đầy đủ các tính năng hay không nhé. Cái phần mềm này thì các phần mềm này nó sử dụng cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn có thể download về này. Sau khi chúng ta download về, các bạn cài đặt lên bình thường như cái các cái phần mềm giả lập iPhone khác ấy, thì các bạn có thể tải về và cài đặt lên bình thường thôi. Sau khi chúng ta vào ấy, thì tất nhiên các bạn cũng sẽ phải là cài đặt cũng như là nhập các cái phần mềm, nhập các cái tài khoản iCloud, rồi là các cái những cái cần thiết, rồi sử dụng như một cái thiết bị di động bình thường thôi. Còn với cái phần mềm Aptis ISO này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ở trên web. Chúng ta có thể là vào trực tiếp các cái trang web này, chúng ta trải nghiệm thử này. Đấy, thì các bạn cũng có thể là về trang chủ này. Ở đây thì mình sẽ trải nghiệm thử một chút thôi nhé. Đó, thì cái trên trang web ấy, thế nên cái việc mà sử dụng của nó hơi giật giật một chút ấy, làm cái điều chúng ta phải chấp nhận, thì nó không được mượt mà như là các phần mềm cài trên điện thoại, cũng như là nó không được tốt cho lắm. Thì các bạn có thể là sử dụng những cái web này bằng cách demo các phần mềm, hoặc là
đơn giản là các bạn chỉ cần sơ cua một vài cái ứng dụng mà các bạn cần dùng hàng ngày mà thôi. Ok, trên đây thì là một vài cái chia sẻ của Học viện IT tới các bạn về các cái phần mềm giả lập iOS trên máy tính. Hy vọng là sau video này các bạn sẽ tìm ra cho mình được một cái phần mềm giả lập nó hợp lý cũng như là dễ sử dụng với các bạn nhất nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho chúng mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.